ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến với các bạn sàn giao dịch Flipster, một trong những sàn giao dịch có độ uy tín cao, hoàn toàn miễn phí phí giao dịch và mang đến cho người dùng những cái trải nghiệm tối ưu nhất. Vậy thì để hiểu rõ hơn về những cái đặc điểm của sàn giao dịch Flipster cũng như là những cái trải nghiệm của bản thân mình trong quá trình sử dụng sàn giao dịch này, thì hãy cùng mình xem video ngày hôm nay nhé. Mình là Tiến, đến từ Con 68 TV. Ok, thì đầu tiên, Flipster là một nền tảng giao dịch phái sinh tiền mã hóa đã được cấp phép sử dụng ở Ba Lan. Thì nền tảng này tập trung vào việc là cung cấp cho người dùng những cái hợp đồng tương lai vĩnh viễn cho hơn 250 loại tiền mã hóa khác nhau và được thiết kế với giao diện thân thiện với người dùng, đặc biệt là những cái người dùng mới. Và đặc biệt hơn nữa thì đây là sàn giao dịch phái sinh đầu tiên cung cấp 0% phí giao dịch. Thì thông qua cơ chế này thì người dùng có thể thực hiện việc giao dịch các loại tiền mã hóa mà không phải lo lắng về phí giao dịch này. Điều đó sẽ giúp tối đa hóa cái lợi nhuận của người dùng chúng ta. Điều này sẽ giúp cho những cái nhà giao dịch truy cập và thực hiện giao dịch dễ dàng ở bất cứ khi nào họ muốn, tiết kiệm thời gian và tiết kiệm công sức. Thì sàn giao dịch Flipster nổi bật với tốc độ truy cập thị trường nhanh nhất và thanh khoản dồi dào. Cái việc mà xây dựng một cái giao diện thân thiện với người dùng của nền tảng này mang lại cho chúng ta những cái trải nghiệm giao dịch dễ dàng này, phù hợp cho những cái nhà đầu tư mới bắt đầu và thậm chí là những cái nhà đầu tư đã có kinh nghiệm lâu năm trong thị trường. Ngoài ra thì Flipster còn có cấu trúc phí cạnh tranh và hỗ trợ khách hàng 24/7, đảm bảo cho người dùng luôn được hỗ trợ khi cần thiết. Mặc dù là một sàn giao dịch mới, nhưng mà Flipster có rất là nhiều những cái điểm nổi bật mà chúng ta có thể kể đến. Thứ nhất là đa dạng các loại hợp đồng tương lai. Sàn giao dịch Flipster sẽ cung cấp cho chúng ta đến hơn 250 danh mục hợp đồng tương lai vĩnh viễn với đòn bẩy lên đến 100 x. Thứ hai là miễn phí giao dịch. Thì Flipster sẽ loại bỏ hoàn toàn các khoản phí giao dịch, giúp nhà giao dịch tối đa hóa cái lợi nhuận và giảm thiểu chi phí giao dịch, làm cho giao dịch trở nên là hấp dẫn và tiết kiệm hơn, cũng như là tối ưu hóa được cái lợi nhuận về cho người dùng hơn. Và thứ ba đó chính là thanh khoản cao và mức độ chênh lệch giá thấp. Với mức thanh khoản cao và mức chênh lệch giá thấp thì sàn giao dịch Flipster sẽ đảm bảo những cái trải nghiệm giao dịch mượt mà và hiệu quả ngay cả trong những cái điều kiện mà thị trường khó khăn nhất. Tiếp theo là các đối tác chiến lược ưu tú. Sàn giao dịch Flipster hiện đang liên tục hợp tác với những đối tác chiến lược hàng đầu trong thị trường crypto, ví dụ là The Open Network này, Over Protocol, Scalop, Bonk, vân vân. Điều này mở rộng phạm vi thị trường của Flipster và cung cấp những cái danh mục giao dịch tiền mã hóa mới nhất nhằm thu hút những cái nhà đầu tư nghiêm túc mong muốn khai thác những cái tiềm năng tối đa của thị trường tiền mã hóa. Tất nhiên không thể thiếu đó chính là sự an toàn và tính bảo mật cao. Ngoài ra thì sàn giao dịch Flipster còn luôn minh bạch về những cái báo cáo liên quan đến Proof of Reserve của mình cho toàn bộ người dùng. Thì Proof of Reserve, hay còn gọi là bằng chứng dự trữ, là một hình thức giúp sàn giao dịch Flipster đảm bảo rằng là tất cả những cái tài sản của người dùng mà họ đang nắm giữ đều được lưu trữ một cách an toàn và đầy đủ theo tỷ lệ 1:1. Đây chính là một phần trong cam kết về tính minh bạch và an toàn cho người dùng của Flipster, nhằm mang đến cho nhà đầu tư sự yên tâm cũng như là niềm tin vào dự án. Bảo vệ tài sản của người dùng luôn là ưu tiên hàng đầu của Flipster. Sự an toàn và bảo mật luôn được sàn giao dịch Flipster đặt lên hàng đầu. Nền tảng này luôn tuân thủ nghiêm ngặt những cái chính sách về việc KYC người dùng hoặc là những cái chính sách liên quan đến những cái hoạt động phòng chống rửa tiền, cùng với những cái biện pháp gọi là bảo mật tiêu chuẩn trong ngành, ví dụ như là những cái biện pháp xác thực hai yếu tố hoặc là việc theo dõi liên tục những cái giao dịch đáng ngờ để phát hiện và ngăn chặn những cái hành vi gọi là rửa tiền hoặc là những cái hành vi đáng ngờ trên sàn giao dịch. Tiếp theo là phát triển các chiến lược mới nhằm hỗ trợ những cái nhà giao dịch. Các chiến lược như là Earn Campaign cho phép người dùng có thể kiếm thêm một khoản thu nhập thụ động dựa trên số lượng USDT hiện có trong ví, với mức lãi suất hàng năm lên đến 20% mà không cần phải khóa lại này, không yêu cầu staking hoặc là phải mở nhiều những cái vị thế giao dịch. Ngoài ra thì Flipster còn triển khai những cái chương trình như là Loan Pool này hoặc là Airdrop cho người dùng để giúp nâng cao những cái trải nghiệm của người dùng khi mà sử dụng sàn giao dịch Flipster. Sàn giao dịch Flipster hiện đang có khá là nhiều những cái tính năng đa dạng có thể kể đến như sau. Đầu tiên là Earn Campaign. Đây là một chiến dịch cho phép người dùng có thể kiếm thêm những cái thu nhập thụ động hoặc là kiếm thêm những cái phần thưởng dựa trên cái số lượng USDT hiện có trong ví của họ. Hiện tại thì người dùng có thể kiếm được mức lợi nhuận lên đến 20% APR. Tiếp theo là Referral Program. Với chương trình này thì người dùng có thể kiếm thêm một khoản thu nhập thụ động dựa trên phí hoa hồng khi mà mời bạn bè này hoặc là người thân của người dùng tham gia trải nghiệm sàn giao dịch Flipster. Cụ thể hơn thì bạn sẽ nhận được mức phí hoa hồng lên đến 3% mỗi năm dựa trên số tiền nạp vào Flipster của người mà bạn giới thiệu.
Cùng với đó chính là 0,003% dựa trên khối lượng giao dịch được thực hiện. Và tiếp theo là chương trình VIP. Người dùng có thể tham gia chương trình VIP này để nhận những cái đặc quyền, ví dụ như là hoàn trả phí giao dịch này, thưởng hàng ngày đến từ Earn Pool này, hoặc là tăng mức APR dành cho những cái chiến dịch đặc biệt, và cũng như là nhận được hoa hồng từ việc giới thiệu bạn bè hoặc là người thân tham gia vào sàn giao dịch Flipster. Tiếp theo là tính năng Instant Flip. Thì đây là một tính năng đặc biệt của sàn giao dịch Flipster. Thì với những cái tính năng này thì người dùng chỉ cần một lần chạm, một nút bấm là họ có thể ngay lập tức đảo ngược cái vị thế hiện tại của bản thân và mở một cái vị thế mới theo hướng ngược lại. Điều này thì cực kỳ hữu ích trong những cái khung thời gian mà thị trường biến động mạnh mẽ, thì giúp cho người dùng có thể tự bảo vệ cái vị thế của bản thân trước những cái sự biến động khó lường của thị trường. Và tiếp theo là tính năng Long Pool. Thì tính năng này của sàn giao dịch Flipster sẽ giúp người dùng có thể kiếm thêm được nhiều những cái phần thưởng hấp dẫn thông qua những cái chương trình Long Pool do sàn giao dịch tổ chức. Và cuối cùng là Reward Hub. Thì người dùng có thể có cơ hội kiếm được lên đến 150 USDT cùng với những cái phần thưởng bổ sung của sàn giao dịch bằng cách là hoàn thành những cái nhiệm vụ đơn giản, ví dụ như là KYC này, nạp tiền, giao dịch đầu tiên và đạt tổng khối lượng giao dịch khoảng 100.000 USDT trở lên. Thì sau khi hoàn thành những cái nhiệm vụ này thì các bạn sẽ nhận được những cái phần thưởng hấp dẫn đến từ sàn giao dịch Flipster. Ở thời điểm hiện tại á, thì Coin68 chúng mình đang có một cái event nhỏ kết hợp cùng với sàn giao dịch Flipster nhằm tặng thưởng cho người dùng mới tại Việt Nam. Thì các bạn chỉ cần đăng ký qua cái đường link mà mình sẽ để dưới ở phần mô tả. Sau đó thì các bạn tạo tài khoản và hoàn thành một số những cái nhiệm vụ giống như là hoàn tất việc KYC này, nạp $50 vào Flipster này, thực hiện giao dịch đầu tiên này, và là đạt khối lượng giao dịch tối thiểu khoảng 100.000 USDT này. Và đặc biệt hơn, nếu mà các bạn hoàn thành tất cả các nhiệm vụ chỉ trong vòng 30 ngày kể từ khi lập tài khoản á, thì các bạn sẽ được tặng thêm một phần thưởng bonus trị giá là $10. Thì tổng phần thưởng mà mỗi người dùng có thể nhận được trong event này sẽ lên tới $150 một người, một mức phần thưởng mà mình nghĩ là khá là hấp dẫn đối với nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ ha. Ok, thì sau khi các bạn đã thực hiện đăng ký tài khoản của mình và KYC cái tài khoản của mình trên sàn giao dịch Flipster xong, các bạn có thể sử dụng email hoặc là Apple, thì tài khoản Apple để có thể thực hiện đăng ký. Thì sau khi các bạn đã KYC xong thì các bạn có thể thực hiện giao dịch trên sàn giao dịch Flipster. Các bạn vào mục Trade này. Thì ở đây thì cái giao diện tương đối là đơn giản đối với cả người dùng mới và cả người dùng cũ nữa. Các bạn có thể lựa chọn đòn bẩy ở đây. Đòn bẩy có thể được lên đến 100x. Ví dụ như mình ở đây mình sẽ thực hiện một lệnh giao dịch với đòn bẩy 20x. Margin của mình sẽ đặt là $10 chẳng hạn. Đó, thì các bạn ví dụ mình muốn cài profit, check profit hoặc là stop loss thì mình sẽ để vào đây. Ví dụ mình muốn cài check profit là 63.000 và stop loss là khi mà giá Bitcoin xuống dưới 60.000. Đó. Thì ok, thì mình có thể nhấn buy long ở đây thì sàn giao dịch sẽ thực hiện và khớp lệnh cho mình. Nói chung là cái thao tác giao dịch nó khá là đơn giản, cực kỳ đơn giản và nó cực kỳ nhanh gọn với lại cái độ với lại cái mức độ thanh khoản cao, gần như là khớp lệnh ngay lập tức. Đó, nên là các bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi mà sử dụng cái sàn giao dịch Flipster. Ngoài ra thì một số những cái tính năng khác mà các bạn có thể thử trải nghiệm trên sàn giao dịch Flipster, ví dụ như mình đã đề cập khi nãy. Thứ nhất là earn. Mục earn là cái mục mà mình cảm thấy ấn tượng nhất khi mà các bạn có thể kiếm được cái mức thu nhập thụ động lên đến mức 20% một năm dựa vào cái số lượng USDT trong ví hiện có. Để mà so sánh thì mức đây là một con số khá là cao so với những cái nền tảng lending bình thường giống như là MakerDAO hoặc là AVE. Và nó cũng khá là cao, tương đương với lại lãi suất gửi ngân hàng ở thời điểm thực tại ở cái tài chính truyền thống. Đây là mức lãi suất tương đối là cao ha. Thì các bạn, nếu mà các bạn có USDT sẵn và các bạn muốn kiếm thêm một chút thu nhập thụ động thì các bạn có thể hoàn toàn thử trải nghiệm cái tính năng này. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể tham gia vào một số những cái chương trình của sàn giao dịch Flipster, ví dụ như là Long Pool này. Thì ở thời điểm hiện tại thì đang không có một cái chương trình Long Pool nào đang được diễn ra, nhưng mà các bạn có thể theo dõi để tham gia vào những cái chương trình khác trong tương lai. Ví dụ như đã từng có những cái Long Pool của Pong với mức APR lên đến là 25%, hoặc là của Blast với mức APR lên tới 48%. Đấy là những con số thực sự rất là cao ha. Nếu mà so với lại những cái nền tảng lending truyền thống, hoặc thậm chí là nếu mà so với những cái ngân hàng hoặc là những cái tổ chức tài chính truyền thống. Ok, ngoài ra thì sàn giao dịch Flipster cũng có một số những cái tính năng khác, ví dụ như là trong phần history này, các bạn có thể kiểm tra cái vị thế giao dịch này, cái profit and loss của các bạn, hoặc là cái những cái giao dịch mà các bạn đã thực hiện trong quá khứ, để các bạn có thể kiểm soát những cái giao dịch của mình hoặc là kiểm soát cái tài khoản cá nhân của mình. Nó rất là dễ dàng đối với lại những cái cả những cái người dùng cũ và cả những cái người dùng mới ha.
Ngoài ra thì trong phần asset này các bạn cũng có thể tự do kiểm tra cái portfolio của mình, xem cái mức độ cái tài sản của mình đang được sử dụng như thế nào, cái vị thế hiện tại của bản thân ra sao, kiểm soát vị thế hiện tại của bản thân ra sao. Các bạn, phần này các bạn có thể thấy là cái lệnh mình đang mở lúc nãy đây đó, mình hoàn toàn có thể flip cái lệnh này chú short chỉ trong một bấm, tức là mình đang long BC thì mình có thể hoàn toàn thành một lệnh short BC chỉ trong một bấm, ví dụ mình flip chú short đây đó. Nói chung là những cái thao tác nó sẽ diễn ra rất là nhanh gọn và cực kỳ là dễ hiểu đối với lại một cái người dùng mới, và thậm chí là đối với người dùng cũ như mình cũng cảm thấy là đây là một cái những cái tính năng, những cái cách sử dụng nó cực kỳ là đơn giản và thuận tiện ha. Ok, ngoài ra thì các bạn cũng có thể tham khảo những cái event khác của Zen Yuan Flipster trong mục More. Ở đây thì các bạn như mình đã đề cập thì sẽ có những cái như là referral program này. Các bạn giới thiệu bạn bè người thân của mình sử dụng sàn giao dịch Flipster và các bạn nhận được tiền hoa hồng. Đó. Cái mức hoa hồng lên đến là 4% APR lận nhé. Một số tương đối là cao ha. Ngoài ra thì các bạn có thể tham gia những cái chương trình như Affiliate Program hoặc là VIP Program, hoặc là các bạn cũng có thể gọi là tham khảo những cái bài blog của sàn giao dịch Flipster đó, thông qua cái mục này. Yeah, thì đó là những cái trải nghiệm cơ bản khi mà sử dụng sàn giao dịch Flipster ha. Thì nhìn chung á, thì như mình đã nói thì đây là một cái nền tảng nó tương đối là dễ dùng đối với cả những người dùng cũ và cả người dùng mới giống như mình đây, với lại những cái giao diện trực quan này, cũng như là cái mức độ thanh khoản của sàn nó cũng rất là dồi dào và rất là sâu ha, thì mình hoàn toàn yên tâm khi mà sử dụng. Ok, thì trên đây là những giới thiệu tổng quan về sàn giao dịch Flipster cũng như là những cái trải nghiệm của mình khi sử dụng sàn giao dịch này. Thì với những chương trình và phần thưởng hấp dẫn cùng giao diện khá là thân thiện và trực quan đối với người dùng và đặc biệt là người dùng mới á, thì mình nghĩ rằng đây là một sàn giao dịch mà các bạn nên thử trải nghiệm một lần. Dù có thể vẫn còn một số những cái hạn chế nhất định về mặt sản phẩm và tính năng, nhưng mà đội ngũ phát triển của Flipster vẫn đang luôn cố gắng từng ngày để hoàn thiện cũng như là bổ sung liên tục trong khoảng thời gian tới để mang đến những cái trải nghiệm trọn vẹn nhất dành cho người dùng. Thì video lần này đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn anh em đã xem đến cuối video. Nếu anh em cảm thấy video lần này hay và bổ ích thì cho mình xin một like, một subscribe. Và đừng quên nhấn chuông thông báo để luôn nhận được những thông tin mới nhất đến từ đội ngũ Coi68 TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.